Đấy nhá. Bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn lại phần bài này. Và bây giờ các bạn mỗi người đọc cho tôi một lượt được không ạ? Xong chúng ta sẽ nghe phần này. Và chắc mày hiểu còn em. Có. Nào mời bạn Thu đọc từ đầu này. Ne. Chan Akashi Unsi Tochangi Mani Anchutra Kuroke Aria Aria China Tako Sega Hesu Hanekinde Chiun Sika Huerun Nesu Nato Kamchak Nulasu Kuronde Nungtani Rato Sengte Sengte Pangi Form Kwe Kamina Chi Suchi Simun Nuket Tamien Sungi Sunghi Nungi Tensu Itako Trusso Choma Kuron Itonun Aniyotinde Nanun Tanun Char Anika Kinchan Chiman Karun Saran Turun Ohe Hasuiso Sungsung Nong Tamun Achu Yemin Han Munche Tana Yapuronun Chungman Chusim Heya Geta. Ê, ok, cho sư ra. Mời bạn Trang nào. Than aka chương si phiêu chăng ni mà ni an cho tơ ya. Trang này. Phiêu chăng ni mà ni an cho tơ ya. An cho tơ ra. Kuroke Mari ra chín hà ta cô xem cách hè sơ hân đề kinh tế chi ưng si ca hoa đơn nè sơ ta na tô cam chắc nô na sò cư rân tê nông ta mi ra tô sang tê bang mi bun khuê cam mi na su chi si mưng nương cất ta miền song hi rong y tuyên su ít ta cô từ rất sò chấm má khư đơn ơi tôi nên anh đi ớt nên tệ anh đi ớt nên tệ nà nên khăn nên chan anh đi kha khuyên cha chi mà ta đừng xa đam tư đừng ô he han su ít sò song chốt nông tố mơn Achu Yemin Han Munche Chana Apuro Nun Choma Cho Sim Heya Geta. Đây là nông tam em nhé. Sông chấp nông tam. Sông chấp nông tam ơi. Thứ hai ở trên này là sen gác khe thơ. Tức là chín ha tà cô sen gác khe thơ. Chín ha tà cô sen gác khe thơ. Tức là vì suy nghĩ như thân thiết như gia đình. Ok. Mời bạn Hiếu nào, bạn Hiếu ơi. Vâng. Khan Akai. Đó. Có cái nhà đèn thông cảm. Còn vừa học, còn vừa phải trông em bé. Nhưng mà nhà cái đâu to thế? Bật cho nó quẩy. À, chết rồi. Trời ơi. Trời ơi, mới được 1 tuổi ra con phải chạy theo nó suốt ạ. Khan Akachian si Pyo chung Rơi chung y mà ni An chút tức là Kroke Maria Maria Chinha ta cô xem các hệ sơ han de kinh tế chương si ca parent nè sơ nato
Kamchat Nolasser Grante Nong Kamirato Sang Tebangi Unque Kamina Suchi Simon Nukut Tamien Sanghae Sanghae Rangi Quen Sui Tako Tura Sơ Dudu Kono Chạy Chong Man Kuran Kura Kuran Ui Tonen Ani Ấp Tê Nanen Kanen Chan Anika Quen Chan Na Quen Chan Chiman Tarun Tarun Saram Turun Saram Turun Ohe Han Sui Sơ Sơn Chất Nông Tam Ân A Chu Gia Minh Hăng Môn Chê Chana A à, Pro Nân Trong Mang A à, Pro Nân Trong Mang Chu Sim He Gia Kết Tả. Hey, ok. Bây giờ bạn bạn Thu với bạn Trang sẽ đóng vai hai người này nhé. Minsu và Khan nhé. Nè. Khan, aga chun si kyo chung im mani an chut dra. Kuroke, marira, chin hata ko senkak. Xem các hay thơ hẳn để kinh tế chi ưng si ca hoa đơn nè sơ nà tô cam chắc nó nát sở. Còn đề, nông tăng y đà tô sang tê phang y phương khuê khá mi nà su chi si mừn nà kết tâm yên. Sơn y nông y tuyên su y tà cô tứa sở. 정말 그런 의도는 아니었는데 나는 하는 사람이 아니라 괜찮지만 사람들은 오해할 수 있어 성적 농담은 아주 예민한 문제잖아 앞으로는 정말 조심해야겠다. Ok, chúng ta vẫn hai bạn và chúng ta vẫn đóng vai tương tự vai như vậy, chúng ta đọc lại. Đọc nhanh lên một chút ạ. Kan akachi unsi fio chongi mani cho mani an choto ya. Kuroke Man dia xin hạ ta cô xem các hệ sơ han ye kinh tế siêu si cao hoa rừng nè sơ nà tô cam chắc chú la sơ. Thưa đơn tê nông tam mi nà tô sang tê bang mi buôn khuê cam mi nà su chi si mơ nư kết tam miền song hi rong mi tên su ita cô. Chẳng mắt Grun Tonin Ani Utente Nanan Kanan Chan Anika Quenchachiman Turun Saran Turun Ohe Han Suit So Song Chok Nong Tamer Achu Yemin Han Munche Chana Giáp thư đô nên chống mạng chú xin hề giá kết tả. Ok, xin cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe phần bài này nhá.
40과 불쾌감을 느꼈다면 그건 성희롱이에요. 대화 1. 칸, 아까 지은 씨 표정이 많이 안 좋더라. 그러게 말이야. 친하다고 생각해서 한 얘긴데 지은 씨가 화를 내서 나도 깜짝 놀랐어. 그런데 농담이라도 상대방이 불쾌감이나 수치심을 느꼈다면 성희롱이 될 수 있다고 들었어. 정말? 그런 의도는 아니었는데. 나는 칸을 잘 아니까 괜찮지만 다른 사람들은 오해할 수 있어. 성적 농담은 아주 예민한 문제잖아. 앞으로는 정말 조심해야겠다. Chúng ta nghe lại một lần nữa nhé. Sáu mươi과 불쾌감을 느꼈다면 그건 성희롱이에요. 대화 1. 칸, 아까 지은 씨 표정이 많이 안 좋더라. 그러게 말이야. 친하다고 생각해서 한 얘긴데 지은 씨가 화를 내서 나도 깜짝 놀랐어. 그런데 농담이라도 상대방이 불쾌감이나 수치심을 느꼈다면 성희롱이 될 수 있다고 들었어. 정말? 그런 의도는 아니었는데. 나는 칸을 잘 아니까 괜찮지만 다른 사람들은 오해할 수 있어. 성적 농담은 아주 예민한 문제잖아. 앞으로는 정말 조심해야겠다. Đây thì các bạn hiểu hết những cái từ vựng ở đây chưa ạ? Còn chỗ nào chưa biết không? Ví dụ ở đây chúng ta có một số từ như chúng ta cảm thấy nó là từ mới. Ví dụ như là khiêu trông. Khiêu trông nó là cái biểu hiện trên khuôn mặt. Khiêu trông. Ví dụ mình có việc gì không tốt hoặc là mình bị đau ốm ở đâu chẳng hạn. Thì cái 표정, 얼굴의 표정이 안 좋아. Thêm nữa là chúng ta có gì ạ? 친하다고 생각해서. Tức là suy nghĩ, tức là vì suy nghĩ là thân thiết. Được ạ? Nên mới nói một cái câu chuyện thôi này. Nên mới nói chuyện. Được ạ? 화를 내서, 화를 내다 là mắng đấy. Nổi giận với người khác đấy. 나도 깜짝 놀랐어요. 깜짝 놀랐어. Và khi bạn bè với nhau ấy thì người ta nói sẽ là gì ạ? Nó sẽ không có chữ yo đằng sau đó. Nhá. Đây ạ, chúng ta có một số từ mới đây ạ. Nông tam y đà đô. Nông tam này ạ. Là đùa cợt này. Đùa đấy ạ. Sang tê bang là đối phương, cái người nghe, cái người chịu cái kết quả của mình đùa đấy ạ. Thì người ta cảm thấy là phun khuê cam hoặc là su chi sim. Phun khuê cam là gì ạ? Xấu hổ và su chi sim là khó chịu. Nực kiết tà miền. Nếu mà người ta cảm thấy, nếu liên tục cảm thấy là xấu hổ hoặc là khó chịu. Thì sưng hi rong. Cái này sưng hi rong các bạn nhé. Tuyên su ý ta cô tử rớt rồi. Cái ít ta cô thì tuyên su ta cô tử rớt tà này chúng ta học hôm trước rồi đấy ạ. Bài 38 đấy. Chúng ta thật ra 그런 의도는 아니었는데 의도 là ý đồ. Tôi không có ý đồ như vậy. 그런 의도 là ý đồ như vậy thì là 아니었는데 나는 칸은 잘 아니까 là vì là tôi là biết rất rõ về khan. 괜찮지만 다른 사람은 오해할 수 있어요. 오해할 수 있어. 성적 농담은 아주 예민한 문제다. 앞으로는 정말 조심해야겠다. 그 다음에 sau tôi phải thực sự cẩn thận được.
Ok, chúng ta có một số từ vựng đó như là nông tam chẳng hạn là đùa, uy tô là ý đồ và yê min hát là nhạy cảm. Đây ạ. Đầu tiên là nông tam này, uy tô này, yê min hát là yê min hát mùn dê, vấn đề nhạy cảm ở đây ạ. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều vấn đề nhạy cảm đấy ạ. Nên chúng ta chú ý vấn đề này. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần thứ hai của phần một này, đó là phần từ vựng ơ huy il. Ở phần ơ huy il thì chúng ta có phần là về sưng nghi lông, đấy là hành vi quấy rối tình dục. Cái này chúng ta cũng phải biết. Đầu tiên là chúng ta có phun vê cam, khi cảm thấy về sự khó chịu đó là phun vê cam. Suji sim là xấu hổ, nha, suji sim. Tiếp theo là cơ bu găm, từ chối cơ bu găm. Cơ bu găm, đây là ba cái mà chúng ta lưu ý là nó rất là đơn giản thôi ạ. Sân chất nông tam, đây là gì ạ? Đùa cợt giới tính đấy ạ. Đùa cợt giới tính ạ, nhá. Sân chất là giới tính, còn nông tam là đùa cợt. Các bạn nhìn cái ông là sau nhìn tẩm tẩm. À, ví dụ tôi đóng giả ông này, tôi bảo là chơi xèo. Đúng không ạ? Chơi xèo. Bà kia lại quay sang. Ủa? Mùa là cô ấy ố? Mùa là cô. Tiếp theo là xin chê chốc chốc. Xin chê chốc chốc là động chạm cơ thể ở đây. Tay động ở đây. Xin chê chốc chốc đấy. Xin chê là cơ thể. Chốc chốc là tiếp xúc. Cho nên là đây là động chạm cơ thể. Các bạn ở bên nước ngoài chẳng hạn, đặc biệt là các bạn nam, người Việt Nam ấy, ví dụ người con gái người ta đi qua mà đọc một cái như thế này cái thì ông ứ là các bạn vừa đền tiền vừa phải bị trục xuất đấy. Ok, ở đây thì bạn Hiếu chú ý nhé. Thầy giáo này ở bên Hàn, thầy giáo tự về chứ không phải thầy giáo bị trục xuất, cho nên yên tâm. Tiếp theo, tam passion. Passion các bạn biết là gì không ạ? Passion. Passion như kiểu là style ấy. Tam passion đây là tục tiễu. Gặp ai cái. Kiss, chasm. Tiếp theo là lamun. Lamun đây là văn hóa hóa phẩm đồ chuyện. Thì những trang web đen các thứ này, 19 cộng này. Tiếp theo là tông dương sang. Tông dương sang là những video clip đưa lên mạng nhá. Thì cái này học những từ vựng này để làm gì? Thứ nhất là chúng ta có những cái sự khó chịu này, xấu hổ này, thì chúng ta là một trong những cái người là chúng ta đã bị quấy rối. Nhiều khi ở Việt Nam của chúng ta ấy, thì cái việc thân thiết hoặc là những việc như là nhiều khi chúng ta trêu đùa nhau mà nó hơi quá lên tí, đặc biệt về vấn đề giới tính, nhiều khi chúng ta nghĩ đó là vấn đề bình thường. Nhưng mà ở nước ngoài tôi nói thật các bạn cứ trêu đùa như thế là các bạn dính đạn hết đấy. Hiếu ơi, dạ. Vâng, cái này Hiếu chú ý nhá. Vâng. Sang đấy dính dáng này đi về sớm, hỏng bét đấy. Đến lúc nói lý do vì sao về thì nó hơi khó. Các bạn nữ thì thoải mái. Các bạn nữ thì thoải mái, chẳng nhẽ lý do thì về là bảo cái đứa nó đi qua cái tàu mũi đập vào mông nó một cái mà nó thế là ta phải về, đừng để như thế là được. Ok, đấy là cái phần từ vựng như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ có neguhata. Neguhata, động từ, tính từ
Danh từ đi với y tà nếu có cuộn đáy. Đi với nè cô hà tà. Tất cả cái này, động từ, tính từ, chúng ta chỉ việc bỏ chữ tà, đi với nè vua hà rà là được. Danh từ có phụm đáy thì đi với y nè vua hà rà, còn danh từ không có phụm đáy là sẽ đi với nè vua hà rà như những động từ và tính từ bỏ ra. Cái này có nghĩa là ai đó hoặc là người ta hỏi rằng cái gì đó. Cái này là chúng ta là ai đó hoặc là người ta. Người ta hỏi. Đấy, người ta hỏi gì đó. Ví dụ như ở trung tâm chúng tôi có mấy ông Hàn Quốc ở đấy, hay ông Kamat, ông giám đốc siêu thị Kamat ở chỗ gần chỗ chúng tôi, thế thôi. À, ví dụ người ta đến, người ta hỏi hỏi tôi chẳng hạn là hôm nay ăn gì, bạn Thu lại hỏi ông ca mắt ông ấy hỏi gì đấy, thì tôi sẽ nói là ông ấy hỏi là hôm nay ăn gì, thế thôi ạ. Chỉ truyền đạt lại cái câu như vậy thôi ạ. Yeah. Nó giống như kiểu là những người khác đến hỏi, ví dụ như hàng xóm đến hỏi bố mẹ đi đâu rồi, thì mình trả lời xong bố đi đâu đó, bố con không có nhà đâu. Thế thì bố về bố hỏi, thế cái bác Nam đấy, bác hỏi gì đấy, bác hỏi bố đi đâu đấy, thì cái truyền lại cái câu đấy thì là mình sẽ sử dụng cái cách như thế này. Yeah. Hoặc có một ông Hàn Quốc khác, ông sang gặp ông sếp của mình, ông bảo là tí nữa sếp mày đi đâu, sếp mày đi đâu, mà không biết. Thế tí nữa ông ấy về, sếp mình về, ông sếp hỏi là ông hỏi gì đấy, ông bảo là mày đi đâu. Đấy, mình truyền đạt lại như vậy. Ok. Cái này là người ta hỏi, truyền đạt lại câu hỏi. Còn ra cô ha ta là truyền đạt lại cái yêu cầu, mệnh lệnh. Cha cô ha ta là truyền đạt lại cái lời rủ hoặc là cái lời cùng nhau làm việc gì đó. Ta cô ha ta là truyền đạt lại một nội dung thông tin nào đó, người ta bảo rằng hoặc là mình nghe được thông tin nào đó, được chưa? Thầy lấy ví dụ về một tình huống đi. Tôi lấy ví dụ mãi đây. Không nói bằng tiếng Hàn thầy. À vâng được rồi. Thầy lấy tiếng Việt sao em biết được? Thì các bạn trước tiên thì các bạn hiểu vấn đề đã. Yeah. Vâng. Hiểu vấn đề là về bản chất là gì? Bản chất là truyền đạt lại cái câu hỏi người ta hỏi mình thôi. Về ví dụ nhé. Ví dụ là ông Kamat, ông sang ông hỏi tôi chẳng hạn. Yeah. Mày thích ăn gì? Ông nhiều tuổi rồi, ông hơn 60 rồi. Ông hỏi tôi mày thích ăn gì? Thực tế là ông hỏi là thích ăn gì thôi, thì tôi cứ dịch thế thôi. Tức là mua một cô shipper. Đúng ạ. Đơn giản thế thôi. Xong bây giờ người khác, cô Tuyến cô hỏi, cô thấy ông ca mắt quay lưng ra, thế là cô hỏi là anh Trường ơi, Trường Sơn Giang Nìm, ca mắt Sa Giang Nìm, ca mắt thư Sa Giang Nìm, mua ra cô hết sơ. Ông ca mắt ông hỏi gì đấy, ông nói gì đấy. Thì lúc đấy tôi bảo là Owner, muốn một cô ship, muốn một cô ship nego, hết rồi. Mr. Park은 나에게 오늘 무엇은 먹고 싶냐고 했어요. Thế là xong ạ. Tức là ông Park ông hỏi tôi hôm nay muốn làm cái gì. Có hiểu nè. Hoặc là như này nhé,
ví dụ bạn Thu đi mua quần áo với chồng chẳng hạn, vẫn ghi ví dụ hôm trước. Nè. Thế là chồng ướm được cái áo, chồng ướm được cái áo, không, chồng mua được cái áo, được chưa? Tìm được cái áo, hỏi vợ, đẹp không? Đấy. Hỏi vợ đẹp không? Thế là cháu nhà mình hỏi là bố hỏi mẹ cái gì đấy? Đấy chưa? Thế mẹ lại phải tường thuật lại cái câu hỏi của bố đó là gì ạ? Abujiga, abujiga. Chờ ô sơn. Yipun huê. Yipun nè gô. Yipun nè gô. Hết rồi ô. Hoặc là yipun nè gô. Mù rớt rồi ô. Buta. Buta. Buta là hỏi ạ. Thì sẽ thành mù rớt rồi ô. Đã hỏi. Bây giờ thầy ơi chưa ao vô xong thì bắt đầu mới cộng nhé cô ha tà hay là bỏ tà đi sau thêm nhé cô tất ha cả tà. Động từ cái tính từ ở đây vâng, tất cả cái động từ tính từ đây chỉ việc bỏ chữ tà ở cuối thôi ạ. Ví dụ nhịp pư tà thì cũng chỉ là nhịp pư nè gô, nhịp pư nè gô, nhịp pư nè gô mù rớt rồi ồ, hoặc là mù rớt bắt rồi ồ. Đã hỏi chưa? Cái này vô cùng đơn giản, động tính từ chỉ việc bỏ chữ tà đi thêm nè cô ha ta hoặc là mút tà vào. Ok, mút tà mút nè. Trang có hiểu không Trang ơi? Có. Ok, chắc chắn hiểu nhá. Nè. Không hiểu phải hỏi nhá. Nè. Nè nè. Đây ví dụ này này. Các bạn xem ví dụ bên dưới này. Sang tam trên thơ hề thơ múa ra cô hèo. Sang tam là tư vấn, trên thơ là trung tâm. Trung tâm tư vấn được chưa? Hề sơ là ở hoặc là từ. Múa ra cô hèo. Trung tâm tư vấn ấy. Nó nói cái gì đấy ạ? Nè, cứ ý đi, ít sức sử tế, kỳ vô ni ở tết nè vô, bù rớt rồi ồ. Thấy chưa? Bên trung tâm tư vấn họ nói gì đấy? Nè, vâng, cứ y đi, cứ y là việc đó, cái việc đó tức là việc cái việc quấy rối á. Ít sốt sừng tê, khi mà có cái việc quấy rối á, khi mà có việc quấy rối đó, ki bu ni ơ tết. Ơ tết là gì ạ? Mọi người biết ơ tết là gì không? Không thế. Kibun là tâm trạng đúng không? Thế nào? Đúng rồi, tâm trạng thế nào? Ơ tét thực tế là ơ tất kê đấy, ơ tất tà đấy. Ơ tất tà thì là ơ téo và quá khứ là ơ tét soyo. Kibuni ơ tét nego. Nhá. Mura soyo, tức là người ta đã hỏi rằng là khi việc đó xảy ra ấy, thì tâm trạng của bạn như thế nào? Bởi vì như này nó có hai luồng ạ, hai luồng thông tin. Thứ nhất là cái tâm trạng của bạn ấy. Khi mà bạn bị quấy rối thì tâm trạng của bạn lại là tâm trạng tốt thì lại vứt đi, đúng không ạ? Thì cái đây chúng ta chú ý. Tiếp theo ví dụ số 2 này, khuê sĩ ơn chê mi ý sốt sơ, khuê sĩ ơn chê mi ý sốt sơ. Về xích là gì ạ? Liên hoan đúng không ạ? Liên hoan. Chemi sốt sôi không? Có thú vị không? D. Có. Kron tê. Thế nhưng. Tuấn chi nâng ơ ti cắt nè gô mút nâng xà ram từ đi bán này ồ. Tuấn chi ơ ti cắt nè gô.
묻는 사람들이 많았어요. Các bạn có dịch được câu này không ạ? Cường tê là thế nhưng này, Tuấn Chi này, ơ ti là ở đâu này, Cát là đã đi này, nhà cô là hỏi, nhà cô Bút Tà là hỏi này, Saram là người này, những Saram từ đơn, Saram từ đi là những người này, bán là nhiều này, bán Atoyo đã nhiều này. Thế bây giờ từ này như thế hết rồi, mọi người dịch giúp tôi với anh. Dịch giúp tôi cái nào? Ngày không phải là thầy dạy nữa mà thế này các học sinh bắt thầy học. Y thầy dịch là... thầy. Cái gì ạ? Thầy dịch đi. À vâng, còn cách nào khác đâu ạ. Thứ đơn tê thế nhưng những người mà hỏi bạn đã đi đâu ấy, bạn Tuấn đã đi đâu thì rất là nhiều. Tức là thú vị. Cái buổi liên hoan có thú vị không? Có thích không? Thích. Thế nhưng mà những người mà hỏi Tuấn đã đi đâu thì rất nhiều. Được chưa? Câu số 3. Hai câu này rất ngắn. Nào bây giờ mời bạn Thu đọc câu trên và bạn Trang đọc câu dưới. Tôi sẽ dịch. Tôi vừa đọc vừa dịch mệt lắm. À, 아까 하루 씨하고 무슨 얘기했어요? 죄송합니다. 이거는 바로. 바로. 바로 아니에요. 바로. 아까 바로. 바로 씨하고 무슨 얘기했어요? 반 Thu 네, đọc theo từng đọc theo từng cái nhịp mà nó có nghĩa ấy. Đọc mạnh hơn một chút nữa. Ừ. Chắc là đọc bé cũng sợ mọi người. Nào, xin mời bạn Trang nào. Nè, em chưa tối rồi. Ở chơi Huế xích tê kê buôn là bát chiếu. Ủa, ở đâu đây em? Trang đọc đi đi. Mà... cái dòng bên dưới thì Trang ơi. Đọc dưới. Bên dưới. Rằng bên dưới thôi. Này, tương san can cơ nghe cô mua bắt sỏi ố bắt sỏi ố. Đề, ok. Trang có biết câu dưới nghĩa là gì không? Ngày mai. Tương san can cơ. Nhau núi. Hỏi rằng ngày mai đi leo núi nhỉ? Mọi người hỏi, người ta hỏi là ngày mai thử đi leo núi không? Thử đi leo núi đúng không ạ? Người ta hỏi là ngày mai thử đi leo, ngày mai có đi leo núi không ạ? Đơn giản thế thôi. Aka Parusiago, Busun Yagi, Hetoyo, vừa nãy nói chuyện gì với Paru đấy? Nên từng xa căn nè căn cơ nè cô bù rô bắc rồi ô đó là bạn ấy hỏi là người cái bạn Paru bạn hỏi là ngày mai có đi leo núi không. Cái này là hỏi về cái việc ngày mai leo núi. Nào câu số 4 ạ. Ơ chê huy chích tê kì bù ni đá bắt chô. Câu này chắc là ai dịch được. Ơ chê huy chích tê. Ơ chê là gì, Trang? Hôm qua, tiệc công ty. Khi vào cái buổi tiệc công ty hôm qua đúng không ạ? Buổi liên hoan công ty hôm qua. Kibuni, kibun, napatio. Kibun là tâm trạng này. Napatio nghĩa là gì ạ? Không tốt. Tâm trạng không tốt. Không tốt đúng không đúng không ạ? Tâm trạng không tốt đúng không? Nè, 그 일을 친구에게 얘기했는데, cái việc đó tôi đã nói chuyện với bạn bè.
성희롱 아니냐고 하던데요. Là gì ạ? Là đã hỏi là cái đó không phải là quấy rối phải không? Cái đó không phải là quấy rối đúng không? Đã hỏi đấy, đã hỏi đem cái này đi hỏi ạ. Được. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ sang phần luyện tập phần này. Đầu tiên chúng ta sẽ Kurimun Foko xem bức tranh và Almachun Marun Yonki Haseo. Nào đầu tiên chúng ta có mấy cái ba cái từ này thôi ạ. Đầu tiên là Kisu Kasum. Thì đây là chúng ta chọn cái người này là gì ạ? Nối với từ vựng nào? Untam person. Untam person. Yes. Untam person. Person. Yeah. Tiếp theo cái bức hình số 2. Xin chê chấp chấp. Bức hình số 2 mà. À rồi, nhầm. Ram mùi. Nam mùi. Okay. Cái thứ ba mới là xin chê chấp chốc. Xin chê là cơ thể, chấp chốc và tiếp xúc. Okay. Và đây chúng ta có những cái mà chúng ta sử dụng nè guhara đây ạ. Đầu tiên là cơ bu kami thử rớt sôi. Thì cái trung tâm tư vấn người ta hỏi là cơ bu kami thử rớt sôi. Tức là người ta hỏi như thế này. Thì bây giờ mình truyền đạt lại câu hỏi đó là sang tam trên thơ ghề sơ cơ bu kami từ rớt đề từ rớt đề cô mũ rớt bác sở. Người ta đã hỏi là bạn đã bao giờ nghe thấy cái cơ bu kami hay chưa? Nhá. Đây ạ. Phun quê cảm ơn được kết sơ yếu là bạn đã bao giờ cảm thấy, bạn có cảm thấy bực mình hay không? Tâm passion은 자주 해요? Là bạn có thường làm cái tâm passion hay không? Đây ạ, tâm passion đây đúng không ạ? Bạn có thường làm như thế này không? Tiếp theo số 3, 성적 농담은 했어요? Bạn có hay được, bạn đã đùa cợt giới tính đúng không? 사무실에서 음란부는 봐요? Bạn xem văn hóa phẩm đồ trị ở văn phòng phải không? Thì bây giờ chúng ta sử dụng những cái Deguhara này để chúng ta truyền đạt lại cái câu mà cái trung tâm tư vấn người ta hỏi chúng ta. Bây giờ tôi sẽ làm câu số 1, bạn Trang câu số 2, bạn Hiếu câu số 3 và bạn Thu câu số 4. Vâng. Bạn Hiếu là gì đấy Hiếu ơi? Alo. Alo. Đấy, thầy đổi mạng được không? Em nghe nó giật lắm, thỉnh thoảng nó dừng lại một lúc ấy. Dạ, yeah. Rồi rồi. Okay. Chào tôi một chút. Alo, bây giờ mọi người đã thấy tiếng tôi trong kéo chưa? Có bị đứt không? Alo. Hiếu thấy nào Hiếu ơi? Nó vẫn giật thế. Nó vẫn giật à? Vâng, đấy, vừa đấy còn dừng hẳn một lúc, mãi mới nghe đấy. Ừ, thầy giáo cũng nghe thấy giọng của Hiếu bị lạc lạc một chút. Cái này do đường truyền internet rồi chị ơi. Trang có nghe thấy rõ không Trang? Rõ ạ.
Thế Hiếu ơi, Hiếu xem lại mạng chỗ nhà Hiếu rồi. Hiếu nhà Hiếu. Ok, tôi sẽ làm câu đầu tiên nhé. Sang tam trên thời sơ, un khuy cảm ơn nực kết nề cu bù đô bác sôi ô. Tức là người ta gọi điện cho tôi, người ta hỏi là trường có cảm thấy là khó chịu hay không? Đấy. Thì tôi truyền đạt lại câu hỏi cho các bạn đấy. Là trung tâm tư vấn ấy, họ hỏi là tôi, họ hỏi là có cảm thấy khó chịu không? Ok. Rồi mời bạn Trang làm câu số 2 đi Trang ơi. Ừ, tâm bè sử dụng cha chú hè nhờ cô mù rơ bắt sôi. Em ơi, heo thì gốc của nó là ha tà em ạ. À, he. Cha chú ha nè cô. Nè cô. Ha nè cô chứ ai bảo là nhập, em là ha. Ha ha. Đúng rồi. He ha nè cô. Wow. Em đọc lại từ đầu đi em ơi. Từ sang thăm center này thôi. Sang tam center ở sơ tam besseren cha chu ha nè cô mura bắt sôi. Ok. Thế nếu mà người ta hỏi câu đấy thì Trang trả lời nào? Thầy. Không biết trả lời. Ok, cái này thì không trả lời đúng không ạ? Trang ơi, Trang cứ trả lời bố la yêu cho nhanh ý. Bố la yêu. Các chị em bố la yêu. Bố la yêu. À, tiếp theo thứ ba. Câu thứ ba là ai nhỉ? Hiếu à? Hiếu tắt mic đi. Sao ta xem thử sơ sân chất nông tao mừng hát này cô mua bát sợi ạ. Ok, chính xác ạ. Thế Hiếu Sĩ Gà, giả vào tôi là sang thăm center. Hiếu Sĩ Gà, sân chất nông tam hơn, hết sợi ạ. Anio. Anio, ai ồ, cờ chi mà lô hề ồ. Nói dối hả? Không. Thế bây giờ mời bạn Thu ạ. Mời bạn Thu câu này. Samusin e sơ ran mun rin ba nhiều cô mura bắt sơ yô. Ai rồi. Bô nè cô. Nè cô. Bô ta. Bô nè cô. Pô ta, bỏ ta đi thành pô nè cô. Bù rô bát sơ yô. Bù rô bát sơ yô. Đây. Giá vào tôi là sang tam trên thơ thì ô tức kê thề tạp thề vô. Sa mưu chi để sơ, đúng là muốn ớt. Phải vô. Ăn phải vô. Ăn nhiều. Ăn nhiều. Nè. Cơ đơm, ớt đi sơ phải vô. Ok, Udi, chúng ta sang phần số 2 ạ. Sang phần số 2 đây là cái việc đào tạo về cái lao động, đào tạo cho lao động về những cái phòng ngừa nhá. Về những phòng ngừa về vấn đề mà quấy rối này trong công xưởng hoặc là khi mình ở bên Hàn Quốc. Ở đây chúng ta có cái Kang Yeon Cha là diễn thuyết ấy, giảng viên đấy. Cái giảng viên sẽ hướng dẫn các bạn về những phương pháp phòng ngừa. Đây các bạn nhìn đây. Chích Trăng Nè. Chích Trăng Nè là bên trong nơi làm việc ấy. Ở dây vang là phòng ngừa. Xong chú heng, đây là quấy rối tình dục ở trong cái nơi làm việc.
Các bạn chú ý ở đây ạ. 직장 내에서 발생하는 성희롱은 대부분 직장 동료를 가족처럼 대해 아태하는 태도에서 시작합니다. 네. Cái việc quấy rối ở nơi quấy rối tình dục ở nơi làm việc ấy, thì nó bắt đầu từ những mối quan hệ, đại bộ phận từ những cái gì ạ? Từ xuất phát từ những cái thái độ gần gũi như gia đình của các đồng nghiệp nhá, thì nó bắt đầu từ những việc như vậy. 그러한 관계 속에서 từ những cái vấn đề mà liên quan, trong vấn đề liên quan như vậy, 너무 편하게 이야기를 하거나, thì cái việc nói chuyện quá dễ dàng, 신체 접촉은 하게 되면, nếu mà tiếp xúc cơ thể, 이것은 성범죄로 이어지는 경우가 많죠. Thì cái này nó là những cái vấn đề dẫn tới là vi phạm về luật giới tính. 그리고 상대방의 행동 때문에 cái hành động, vì cái hành động của đối phương ấy, và vì cái hành động của đối phương ấy, 분쾌감, 분쾌한 감정이 생겼을 때는, khi mà có cái 생기다 là 생기다, 생기다 đó là chính là gì ạ? Xuất hiện những cái cảm trông là cái cảm tưởng ấy, cảm nghĩ, suy nghĩ, 분쾌하다, 분쾌하다 đó chính là khó chịu. Khi mà xuất hiện những cái cảm giác khó chịu vì những hành động của đối phương ấy, 이것은 분명하게 표현해야 합니다. Thì cái này, cái việc này, đây ạ, chúng ta phải biểu hiện một cách rõ ràng, nhá, biểu hiện một cách rõ ràng cái này, tức là cái biểu hiện chúng ta từ chối hay là không từ chối cái việc đó. Tôi hàn hơn nữa, 성희롱이나 성폭력은 당했을 때는, khi mà chúng ta bị quấy rối hoặc là bị cưỡng bức, đó, bị này, 당했다, 당했을 때, khi mà bị như vậy, 사건은 정확하게 기록해두고, 사건 là cái sự kiện đó, cái sự việc đó, 정확하게 một cách chính xác, 기록해두고, 기록하다 là ghi chép, 기록해두다 là hãy ghi chép chính xác, ghi chép một cách chính xác tỉ mỉ về sự kiện. 증거를 확보하는 게 좋습니다. Và bảo vệ chứng cứ được thì tốt. Yeah. Nói mồm không được, chúng ta phải có chứng cứ, chúng ta phải có những sự kiện và ghi chép. 우리 모두가 성범죄의 피해자도 가해자도 될 수 있다는 사실. 아, thực tế, chúng ta, tất cả chúng ta, 우리 모두가 성범죄 là cái việc vi phạm luật giới tính. 피해자도, 피해자 là người bị hại. 가해자도, 가해자 là người gây hại. 될 수 있다는 사실. Thực tế chúng ta có thể là trở thành những người bị hại hoặc là những người gây hại. 반드시 기억하시기 바랍니다. Tôi mong các bạn hãy nhớ 반드시 nhất định. 기억 là ghi nhớ. 기억하다 là ghi nhớ. 하시기 바랍니다. 기 바랍니다 là mong. Tôi mong rằng các bạn hãy nhớ, nhất định hãy nhớ. Nhớ cái gì? Nhớ cái sự thật là chúng ta, tất cả chúng ta có thể trở thành người bị hại cũng như là có thể trở thành người gây hại. Nhá. Tức là chúng ta cũng có thể trở thành người bị hại hoặc là thủ phạm.
Ok, đấy là cái bài giảng của cái bà này. Chung là bài này thì bà ấy nói là những cái vấn đề, kể cả khi xảy ra vấn đề rồi thì các bạn, cái việc của các bạn thứ nhất là vấn đề mà cảm giác của mình như thế nào, cái việc đó là quan trọng nhất. Sau đó là chúng ta khi mà bị quấy rối tình dục hoặc là chúng ta bị cưỡng bức thì chúng ta cần phải làm những việc gì, thì chúng ta lưu ý như vậy nhé. Bà Hiếu còn đây không, bà Hiếu? Còn đấy ạ. Còn, bà Hiếu chú ý nhé. Ở đây ạ. Sa cơ nên ký đốc quả tà là ghi chép lại sự việc và chưng cơ đến hoặc cua tà là bảo vệ chứng cứ. Thì bây giờ thầy giáo sẽ bật cái bài này cho các bạn nghe trước ạ. Đề hoa 2. 직장 내에서 발생하는 성희롱은 대부분 직장 동료를 가족처럼 대하는 태도에서 시작합니다. 이러한 관계 속에서 너무 편하게 이야기를 하거나 신체 접촉을 하게 되면 이것이 성범죄로 이어지는 경우가 많죠. 그리고 상대방의 행동 때문에 불쾌한 감정이 생겼을 때는 이것을 분명하게 표현해야 합니다. 또한 성희롱이나 성폭력을 당했을 때는 사건을 정확하게 기록해두고 증거를 확보하는 게 좋습니다. 우리 모두가 성범죄의 피해자도 가해자도 될 수 있다는 사실 반드시 기억하시기 바랍니다. 그럼 이제 우리가 nghe lại nhé. 대화 2. 직장 내에서 발생하는 성희롱은 대부분 직장 동료를 가족처럼 대하는 태도에서 시작합니다. 이러한 관계 속에서 너무 편하게 이야기를 하거나 신체 접촉을 하게 되면 이것이 성범죄로 이어지는 경우가 많죠. 그리고 상대방의 행동 때문에 불쾌한 감정이 생겼을 때는 이것을 분명하게 표현해야 합니다. 또한 성희롱이나 성폭력을 당했을 때는 사건을 정확하게 기록해두고 증거를 확보하는 게 좋습니다. 우리 모두가 성범죄의 피해자도 가해자도 될 수 있다는 사실 반드시 기억하시기 바랍니다. Vâng, và bây giờ tôi mời các bạn mỗi người làm diễn giả một lần ạ. Mời Trang làm diễn giả trước nhé. Nè. Chích Trang nè, sơ băng sen hà nên song hi rong ưn tè bùi bùn chích Trang tông điều rừn ca chúc cho rơm tè hà nên thè tô ế sơ xin chắc hà mì đà. Y rơ hàn quan kê xúc kê sơ nở mù. 편하게 이야기를 하고 하거나 신체 접촉은 하게 되면 이것은 성범죄로 이어지는 경우가 많죠. 그리고 상대방의 행동 때문에 불쾌한 감정이 생겼을 때는 이것은 분명하게 표현해야 합니다. 또한 성희롱이나 성폭력은 당했을 때는 사건은 정확하게 기록해두고 증거를 확보하는 게 좋습니다. 우리 모두가 성범죄의 피해자도 가해자도 될 수 있다는 사실 반드시 기억하시기 바랍니다.
Đây, ok. À, Trang đọc có một số cái chỗ mà có thể nó gần nhau quá, Trang đọc nó lẫn nhé. Ở đây là Hakuna, hoặc là đây ạ, Hake thì đọc là thành Heke. Trang đọc chú ý lại nhé. Hakuna. Đây là Yakiran Hakuna. Đây là Hakuna, Kuna là hoặc. Yakihata là nói chuyện. Nói chuyện hoặc là tiếp xúc cơ thể, đúng không? Rồi, ok, mời bạn Thu đọc từ đầu đến cuối. Sichang ne so palseng hanun songwe rong un te bubun sichang dong nyorun gajuk chorum te hanun te doe so sichak hamnida. Irohan imgon kwange sokke so nomu pyeonhage iyakirun hakuna. Xin xin chê chụp sốc cân hạ kê tuyên miền y cơ si ở sân bấp chuyên đồ yêu chinh ưng kiên u ca mang chua gửi cô xem tê bang yê hèn tông tê mù nê im con bún quê hàn cam chương y xem cơ sưng tê nưng y cơ sưng 분명하게 표현해야 합니다. 또한 성희롱이나 성폭력은 당했는 데는 사건은 정확하게 기록해 두고 증거는 확보하는 거 좋습니다. 우리 모두가 성범죄의 피해자도 가해자도 될 수 있다는 사실 반드시 기억하시기 바랍니다. 네, 감사합니다. Thầy thông cảm, em đang bị đói quá cho nên là đọc vâng, nó không to cho lắm. Vâng, thứ hai không phải là vấn đề đói mà đọc sai cũng nhiều. Dạ. Đọc sai cũng nhiều, chắc là chắc mất tập trung, cháu bé chơi bên cạnh. Vâng. Okay. Không không. Bây giờ. Dạ mấy. Vâng. Mời bạn Hiếu ạ. Chị Trang này sơ ba xa hẳn nên sân huê rồng ơn tèo cụ quân. Thế này nhé, các bạn Hiếu, bây giờ có phải cho con ngủ không? Không, mẹ nó bé đi rồi. À, mẹ bé đi rồi gì? Bây giờ tập trung học nhé. Bây giờ phải 40 vẫn tinh thần. Chị Trang nè sơ ba xe hà nên sân huy rong ơn tẹp bù bùn chị Trang tông rêu rên ca chúc chờ râm tè hà nên tè tô ê sơ chị Trang hàm đi tà y ra hàn quan kể sô ê sơ nà mù thiên hà kê Iyakirin Hakuna Sinche Chop chop hun Hake Tuyen Miên Ikasi Sumpam Chuero Iyakirin Kyungu Ka Mancho Kriko Sante Pangi Sang Kriko Sante Pangi Hang Tong Temune Pun Kwe Han Kam Chung Yi
sang kia nên sang kia sân tè nên y cơ sân bồn miệng hạ kê biểu hiện hè ra tham mì tà tô hành sân huy sân huy rong y na sân cốc biểu cân tàng hát ta hát nên tè nên ta hát sân tè nên sa cơ nên chân hoa khá kê kỳ rốc hè tu cô chân cơ rân hoa hoa bộ hà nên kê kê chấp sư mì tà u ri mô tu ca sân bơm sông bơm trì bì hè cha tô ca hè cha tô tuyên suy tà nên sa xin sa xin pan tư si kiếc hà si kì pa ra bì tà đê ok ok bạn yêu. Bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo nhé. Tiếp theo chúng ta có một số cái từ vựng. Phương Nguyên Long thè chơ phẳng vợp là phương pháp đối phó với việc phạm tội giới tính. Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu là khai hay cha. Khai hay cha là người gây ra cái việc đấy, gây ra cái vấn đề đó là thủ phạm đấy. Còn phi hay cha là người bị hại. Tiếp theo là chứng cơ là chứng cứ ạ. Chứng in là nhân chứng. Vậy ạ. Sông bơm chê là tội phạm tình dục. Ưi sa rơ, phiêu yên hà là nói lên ý kiến của bản thân. Là gì ạ? Hả chứ bác thấy không? Thấy ông này đến cái, thấy ông này đến cái, bà này bảo là hả chứ bác thấy không? Tiếp theo chúng ta có xin cô hà giả. Xin cô hà giả đây là khai báo với công an này ạ. Tiếp theo là căng vô hà giả. Căng vô hà giả là cưỡng ép. Căng vô hà giả, cưỡng ép. Tiếp theo là vô cu hà giả. Vô cu hà giả là yêu cầu nhá. Vô cu hà giả là yêu cầu. Punic hata và punic nhân chú tả là cho, gây cho, ix là lợi ích, punic là bất lợi ích, tức là gây bất lợi cho người khác, gây trở ngại, gây bất lợi. Đấy, ví dụ bạn này là người bị hại, những cái đội đằng sau ấy, nó là người gây hại nhưng mà người bị hại này không có nhân chứng. Đấy. Ok. Thì đấy là một số cái mà chúng ta lưu ý. Và bây giờ mỗi người đọc cho tôi một cái một lượt 10 cái từ vựng này nhé. Đầu tiên mời bạn Trang. Ca he cha, phi he cha, chung cơ, chung in, song song bơm chuê, uy sa rưng, piên ha ta, xin cô ha ta, tăng yô ha ta. Yoku hata. Buri ikun chuta. Buri ikun chuta. Mời bạn Hiếu ạ. Kahecha. Pihecha. Chung cơ. Chung in. Sun phong chue. Uy sa rin. Pyo hien hata. Shinko hata. Kang yo hata. Yoku hata, puri ikun chuta. Hey, ok. Ở đây chúng ta có một số cái phương pháp nói vắn tắt ạ, nói rút gọn của cái dạng câu gián tiếp. Chúng ta đã được học là bốn cái đôi câu gián tiếp rồi. Đầu tiên chúng ta học ta ku hata, thì trong văn nói người ta sẽ rút gọn thành teo hoặc te.
Taco hata sẽ thành taco heo đúng không ạ? Thì người ta sẽ đọc là thành teo. Hoặc là nếu mà nói với người bên dưới còn không có chữ yo này luôn. Chỉ có te thôi. Nhá. Tiếp theo, raku hata sẽ thành raku heo và sẽ thành là reo. Chaku hata sẽ thành cheo và degu hata sẽ thành là neo. Các bạn thấy nó đơn giản không ạ? Thế bây giờ như này nhá. Như này các bạn chú ý này. Ví dụ này nhá. Ví dụ thầy giáo nói là Tuyến Xuân Trang Nimi Onul Anoate. Thì nó sẽ nghĩa như thế nào? Tuyến Xuân Trang Nimi Onul Anoate. Thì Tuyến Xuân Trang Nimi Onul Anoata Go Hetsoyo. Đúng không? Anoata Go Heo. Tức là cô Tuyến không bảo là hôm nay không đến. Thì chúng ta cần nói là Tuyến Sơn Trang Nimi Onun Anwatte. Các bạn hình dung ra chưa? Nó chỉ là như vậy thôi. Ok. Đây là dạng nói rút gọn của những cái đuôi câu gián tiếp như thế này. Ở đây chúng ta có ví dụ số 1 này. 오늘 저녁에 모두 다 참석한대요. 다 참석한대요. Mọi người hôm nay đều tham gia cả chưa ạ? 김 과장님은 내일 일이 있어서 못 오신대요. 못 오신대요. 못 오신다고 해요. 그러니까 đây là nói rất gọn trong văn nói nhá. Suruchika moreo hoặc là gì more. Thực tế là moraku hetsoyo, moraku heo. Người ta nói là more. Nhá. Sangdam center에 가서 상담은 받을 거래요. Là gì ạ? Hãy đi đến trung tâm tư vấn mà nhận tư vấn đi. Người ta bảo là như vậy. Người ta bảo hãy đi đến trung tâm tư vấn để nhận tư vấn. Qua trang niêm kề sơ, câu số 3. Qua trang niêm kề sơ, búa ra cô bán sư ma sớt sớt. Ông qua trang niêm, ông nói cái gì đấy ạ? Ibon chumare, thán hấp thề về ha chèo. Ha chèo, tức là ha chà cô heo. Đúng chưa ạ? Thì chúng ta rút gọn thành ha chèo. Sang tam trên thời sơ múa ra cô héo. Sang tam trên thời sơ múa ra cô héo. Là trung tâm tư vấn người ta nói cái gì đấy ạ? Chưng cơ na chưng nghi ni ít nèo. Tức là người ta hỏi đúng không ạ? Người ta hỏi là có nhân chứng hoặc là chứng cứ gì không. Đấy. Thế bây giờ chúng ta biết được cái việc rút gọn này chưa? Ừ. Cái này chúng ta mỗi người về kẻ một cái bảng nhé. Kẻ bảng 4 ô nhé. Như này này. Một bên là taco. Một bên là gì ạ? Rago. Một bên là nego và một bên là chago. Đi với hata, tức tà, mút tà các thứ. Và rút gọn của bốn cái này nó là cái gì? Chúng ta cũng làm luôn một số giấy đồng chụp ảnh gửi đến nhóm giúp thầy giáo nhé. Đấy là cái mà chúng ta rút gọn này ạ. Cái này chúng ta sử dụng cho nó nhuần nhuyễn trước, xong sau đó chúng ta mới rút gọn nhá. Và trong cuộc sống chúng ta dùng cái này rất nhiều. Tèo. Đây ạ.
cơ đều, bổ oxin đều, hát chèo và ít nèo thì chúng ta sử dụng vô cùng nhiều các bạn. Chứ ít ai nói là tà cô đây ạ. Oxin tà cô heo nói dài lắm ạ. Oxin đều. Ngay cả tôi dịch ở trung tâm thế thôi, một số bác dịch ấy, cũng thế thôi. Chúng ta cũng chỉ nói như thế này thôi. Anh ấy nói là cái gì đó, tôi chỉ nói như thế này thôi. Được chưa? À, phần ví dụ, chúng ta luyện tập ở đây ạ. Đầu tiên, Hachima Seo. Đây chúng ta nối với cái gì ạ? Uisarun Pyohyan Hata. Đây, Uisarun Pyohyan Hata biểu hiện ra cái ý kiến của bản thân, đúng không ạ? Tiếp theo, báo công an là gì ạ? Shinko Hata. Shinko Hata, đúng không ạ? Và cuối cùng là cưỡng chế đấy. Các bạn đi làm thường hay bị cưỡng chế đấy. Đó là chính là bắt làm gì phải làm đó. Thì cái này nhiều khi đối với luật lao động của bên Hàn Quốc là họ sẽ, đây là một trong những lý do để chuyển xưởng đấy. Và tiếp theo chúng ta sử dụng bốn cách nói khác nhau và sử dụng cách nói rút gọn để chúng ta làm những ví dụ này. Đầu tiên là Onul Fesiki Isoyo. Thì bây giờ bạn Lee Han bạn bảo là hôm nay có liên hoan thì đây Chiun Siga Onul Fesiki Isoyo. Đấy. Chiun nói rằng là hôm nay có liên hoan. Thế là được ạ. Các bạn sau này đi phiên dịch tương tự như thế ạ. Người nọ nói cái gì, người kia nói cái gì chứ chúng ta không phải là người nói cái đó. Được chưa ạ? Còn nếu mà không có chữ Chihun Chika ấy, thì cái lời nói này không có nguồn. Tức là tôi nghe người ta nói hôm nay có liên hoan. Còn ai nói tôi không biết. Nha, các bạn chú ý như vậy nhé. Thì chúng ta làm câu số 1 này chúng ta làm như nào ạ? Mời bạn Trang làm câu số 1 này. Bạn Hiếu làm câu số 2, bạn Thu làm câu số 3 và tôi sẽ làm câu số 4. Trang làm câu số 1 nhé. Nè, Chiun Sika, Nè In, Hiu Karun, Sun, Sun Đèo, Sun Đèo, Đèo. Sun Đèo. Sun, Sun Đèo. Nè, nếu hai chữ L gặp mặt L. Đúng là cái này vẫn dùng tà cô em ơi. Tà cô. Bạn ấy bảo ngày mai bạn nghỉ. Tà cô. Cái này là ngày mai bạn nghỉ. Chị nghe un, nói. Chị Huân Sĩ Ca Nê In Hiu Ca Rinh Sinh Tèo. Ok. Tiếp theo câu thứ hai mà bạn Hiếu ạ. Hạt chi cho nêu gân mở cướp si đà. Mở cướp si đà đây là rủ nhau đúng không? Cùng nhau ăn tối nhé. Thì bạn Hiếu sẽ làm câu thứ hai này. Hiếu. Chi hôn si ca. Cà chi cho nêu gân mở mở cướp. Mở cướp. Mở cướp cái gì? Mực đến mực là kết thúc rồi em ơi. Mực đây, đây là rủ nhau đúng không? Rủ nhau thì mình phải dùng cái gì ạ? Rủ nhau mình phải dùng trà cua hả ta? Đúng rồi. Mực chèo. Mực chèo hoặc mực chè, mực trà cua heo đúng rồi. Câu số 3 mời bạn Trang. Trang. Jiun Sika Nein Chom In Chik Nao O Reo. Nao Reo, ok, Nao Reo. Câu số 4 tôi sẽ làm nhé. Jiun Sika OT에서 한국어를 한국어를 배웠 배웠네고 배웠네고 물어봤어요. 학라 배웠네요. 어디에서 한국어를 배웠네요.
Thế rồi ạ. Ok. Ở đây chúng ta có một số bài tập này. Từng người đồng ý phần hăn ồ ít quýt chơi mì ra. Ở đây chúng ta sẽ có vài câu đố về cái vấn đề quấy rối. Cái đoạn này nó hơi dài một chút. Rồi các bạn về nhà, cái này làm ở nhà trước nhé. Trang với Hiếu nhé. Này tôi sẽ cắt về cái này cho các bạn dịch cái này. Ý tôi sẽ gửi vào trong nhóm lớp, các bạn sẽ dành thời gian ra dịch. Chúng ta làm EBS topic luôn các bạn nhé. Đây là EBS topic. Và EPS topic 듣기. 1에서 3번. 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번. 이 사람은 누구입니까? 1. 증인입니다. 2. 증거입니다. 3. 피해자입니다. 4. 가해자입니다. 2번. 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? 1. 음란물을 보고 있습니다. 2. 동영상을 보고 있습니다. 3. 성적 농담을 하고 있습니다. 4. 신체 접촉을 하고 있습니다. 3번. 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? 1. 강요하고 있습니다. 2. 신고하고 있습니다. 3. 요구하고 있습니다. 4. 표현하고 있습니다. 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 즉. 네, 대답하십시오. 직장 안에서의 성희롱이 발생했을 때는 정확하게 자신의 생각을 표현해야 합니다. 만일 직접 말하기 어렵다면 편지를 쓰거나 다른 방법으로 자신의 의사를 표현하는 게 좋습니다. 그리고 상대방이 한 말이나 행동을 증명할 수 있는 증거를 모으십시오. 사진을 찍거나 녹음을 하시고 날짜와 시간, 장소 등을 정확하게 써놓아야 합니다. 정확하게 자신의 생각을 질문에 대답하십시오. 직장 안에서의 성희롱이 발생했을 때는 정확하게 자신의 생각을 표현해야 합니다. 만일 직접 말하기 어렵다면 편지를 쓰거나 다른 방법으로 자신의 의사를 표현하는 게 좋습니다. 그리고 상대방이 한 말이나 행동을 증명할 수 있는 증거를 모으십시오. 사진을 찍거나 녹음을 하시고 날짜와 시간, 장소 등을 정확하게 써놓아야 합니다.
Chúng ta làm luôn phần nghe hiểu luôn, phần đọc hiểu luôn nhá.
Mọi người làm xong hay chưa? Trang xong chưa Trang? Đúng rồi. Hiếu xong chưa? Nó sao rồi? À. Bây giờ mình so sánh cái đáp án nhé các bạn nhé. Phần nghe hiểu thì phần số 1, 1, 2, 3 thì là 442. 442. Phần 45 thì 4 và 2. Phần đọc ạ. Phần đọc câu 1 câu 2 thì đây là chắc chắn là chứng cơ đúng không ạ? Cái này là Chasine Uisa Pion Hago. Câu số 2 thì chọn ý số 3.
Câu số 3 chọn cái cho vào chỗ trống ạ. Cái này chọn là cái 1. Câu 4 cũng chọn vào chỗ trống cái gì ạ? Kang yo hamyeon che ap che yeope anjuseyo. Suru che che yeope anjuseyo. Hãy ngồi bên cạnh tôi. Cái này là cưỡng chế đấy nhá. Cưỡng ép nhau đấy. Ngồi đâu tôi ngồi, làm sao phải ngồi bên cạnh. À, tiếp theo, cái này chúng ta có thể là puni. Puni chuneun geot baramida. Ok. Thì các bạn được bao nhiêu câu ạ? Bảy câu ạ. Bảy câu. Hiếu được mấy? Em được 8 câu. 8 câu. Ở cái bài này các bạn chú ý là thứ nhất này, là những cái từ vựng nó hơi khác biệt những cái bài trước. Thì các bạn chú ý là bà học đến bài này rồi thì chúng ta tổng kết được lại 4 ngữ pháp nói gián tiếp và chúng ta tập nói nhiều câu nhé. Chúng ta cứ tập nói. Chúng ta tập nói nhiều cho nó quen miệng thì chúng ta sử dụng tiếng Hàn rất là tốt đấy. Bài 38, 39, 40 là nói về kỹ năng phiên dịch đấy. Kỹ năng phiên dịch đó là kỹ năng nói gián tiếp lời nói của người khác. Người ta hỏi cái gì đó, người ta bảo cái gì đó, hoặc người ta yêu cầu cái gì đó, chứ không phải là chúng ta. Cho nên đây người ta gọi là kỹ năng phiên dịch các bạn nhé. Người phiên dịch chỉ cần nói được như thế này thôi. Yeah. Ok, bài chúng ta hôm nay kết thúc ở đây. Và hy vọng là các bạn sẽ nói gián tiếp được thật là nhiều. Và chúng ta sẽ học bài 41 tiếp theo. Yeah. 41 tiếp theo vào thứ hai tuần sau. Và từ bài này trở đi thì chúng ta bắt đầu học về những cái chuyên ngành, ví dụ như chuyên ngành cơ khí, sơn, rồi xây dựng, thì chúng ta sẽ học từng cái chuyên ngành một ở trong này. Còn từ đầu đến bài 40 thì chúng ta đã học về những cái liên quan đến công việc, rồi liên quan đến cuộc sống hàng ngày, và chúng ta kết thúc cái phần cuộc sống hàng ngày ở đây nhé. Thì các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ tổng hợp lại xong gửi lại cho thầy giáo nhé. Và hôm nay chúng ta kết thúc ở đây nhé. Nè. Xin qua CEO. Nè, nhau như kê CEO. Đấy.